Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Thì sắp đến ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nếu các bạn có du lịch biển đảo Lý Sơn thì chúng ta sẽ đến những địa điểm này để mà check in nhé. Những địa điểm không thể bỏ qua tại đảo Lý Sơn. Nào chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Và địa điểm đầu tiên đó chính là nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa, Kim Quảng Bắc Hải. Và đây là khung cảnh bên ngoài của nhà trưng bày đây. Bản quốc hải cương Hoàng Sa xứ tối thị hiểm yếu. Đó là những cao phía sau của bức tượng đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bên trong gian phòng của nhà trưng bày đây. Nơi đây sẽ là những lưu trữ lại những kỷ vật và những giấy tờ pháp lý của về chủ quyền biển đảo của Việt Nam mình đây. Thì hôm nào mình sẽ đi review riêng về nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa Kim Quang Bắc Hải, về sự tích những lính Hoàng Sa khi Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền và lượm những sản vật về cho đất nước nha các bạn. Và địa điểm thứ hai đó chính là chùa Han. Nếu các bạn không ghé vào nhà trưng bày thì chúng ta có thể chạy thẳng qua chùa Han nha các bạn. Nói chung chùa Han là một danh lam thắng cảnh tự nhiên của huyện đảo và được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nha các bạn. Đây là cái đường đi xuống chùa Han đây các bạn. Và chùa Han thì nằm dưới chân núi Thế Lới thuộc thông đồng hộ An Hải. Và chùa Han thì có nguồn gốc từ ngôi đền của người thờ Chăm Pa, các vị thần Bờ La Môn. Sau này người Việt đến khai phá vào thế kỷ 18 thì sau này thành nơi tu tiên và sau này là thờ Phật nha các bạn. Chùa Han có tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự nha các bạn. Nó nằm dưới chân núi Thế Lới này. Đây là cái đường mình đi vào không gian phía trong của thờ Phật nha các bạn. Và chùa Han thì có chiều sâu là 24 m, chiều ngang là 20 m và chiều cao là 3.2 m. Có diện tích là 480 m². Trong chùa thì có bàn thờ Phật nè, Quan Thánh, Thập Nhị Diêm Vương và 7 vị tiền hiền của An Hải và những người họ Trần đã lập ra chùa Han. Thì phía ngoài thì có những cây bằng vuông hàng trăm năm tuổi. Đây là những quang cảnh bên ngoài chùa Han này các bạn. Đây là tượng Phật Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đang hướng về biển khơi, bảo vệ những ngư dân và bà con được tránh những bão gió và những thiên tai. Địa điểm thứ ba đó là đỉnh núi Thế Lới và cột cờ chủ quyền biển đảo. Đây là đường chúng ta đang chạy lên núi Thế Lới đây các bạn. Một bên thì vách núi đá và một bên là biển mênh mông các bạn. Khung cảnh rất là tuyệt vời.
đây là cái địa điểm mà những cặp chụp hình cưới ra đây chụp ảnh là rất là đẹp các bạn. Và phía kia là đảo Bé và cột cờ Tổ quốc nha các bạn. Cột cờ Lý Sơn thì được đưa vào thi công và xây dựng và hoàn thành năm 2013 nha các bạn. Và sau khi đưa vào sử dụng thì cột cờ Tổ quốc ở đảo Lý Sơn được trở thành biểu tượng về thiêng liêng tình yêu Tổ quốc, biển đảo quê hương. Và năm 2019 thì Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã xây dựng lại cột cờ như hiện nay đó các bạn. Đây là khung cảnh phía trên của núi Thế Lới đây, ngay cột cờ đây, rất là đẹp luôn. Và sau khi ở trên núi Thế Lới xuống thì chúng ta sẽ chạy thẳng ra biển, đó là thắng cảnh Hàng Câu. Đây là địa điểm thường hay tổ chức tiệc hay là gala cho những đoàn mà ra Lý Sơn du lịch đây các bạn. Và đây là những dòng dung nham mà phun trào nó chảy ra, nó tạo thành những dòng đá đen như thế này đây. Đây, một vách núi sừng sững. Rất là đẹp luôn các bạn. Thì nói chung các bạn mà muốn xem riêng về clip về Hàng Câu á thì các bạn có thể vào kênh của mình mà xem cái video đó nhé. Mình đã có review về Hàng Câu riêng rồi các bạn. Và sau khi chia tay Hàng Câu thì mình sẽ đến địa điểm thứ năm, đó là Chùa Đục ở phía tây nha các bạn. Đây là tượng Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cao lớn nhất ở huyện đảo đây các bạn. Và địa điểm cuối cùng đây, cổng Tà Vò. Bởi vì cổng Tà Vò nó ở phía tây của đảo
cho nên là nó chụp hình về cảnh hoàng hôn là rất là đẹp nha mọi người. Cho nên là khi mà khách du lịch đến thì thường chọn Cổng Tà Vò là điểm đến cuối cùng để ngắm hoàng hôn. Ở Lý Sơn có hai điểm Cổng Tà Vò, đó là Cổng Tà Vò hiện tại bây giờ đây đang trên bờ và một Cổng Tà Vò ở phía dưới nước. Đây là cái dọn phun trào núi lửa. Mọi người thấy Cổng Tà Vò có đẹp không? Nếu đẹp thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để xem những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt nhé.